nè. Đó, rất là to luôn nha, nhưng mà bây giờ mình mới mở nha. Tại vì mấy lần trước mình bận quá, mình rồi chơi mình đi quá. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở thôi. Cái phần quà này mình mở ra mình sẽ chia đều cho gia đình mình nha. Cắt được không vậy em Út? Út nhỏ mà xung như vậy. Cái quần kéo mặt em chứ sao? Các bạn ơi, mình đã mở ra được phần quà rồi nè. Để mình đếm xem ở trong này có bao nhiêu món nha. 1, 2, 3, 4, 5 5 món. Đây, đây là chai rượu. À, nặng quá. Chivas 12 năm rồi. Ủa, 12 năm rồi nè. Cái này mình sẽ cho bố mình. Đây, còn cái này mẹ mình rất là thích uống cà phê. Nhưng mình sẽ cho mẹ mình nét cà phê ngon. Ui, hộp này mình không thấy bán ở siêu thị luôn. Như siêu thị quà đúng không các bạn? Cho anh hộp này hạt gì? Cho bố mẹ luôn. Và chung cục đi bố quá. Và hộp này của mình nó kém hơn. Bác sinh, bác sinh. Gì? Là bác sinh hả? Mở ra. Thơm quá. Hai mình sang thử một cục nha. Và tiếp theo, cục này màu xanh. Mình nghĩ là gì đó. Bảo Minh Channel nhé.